Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Tử vi chọn đời luôn được mọi người quan tâm bởi việc phân tích và đánh giá sẽ có thể dự đoán được những biến chuyển trong cuộc đời đến 90% là đúng. Vậy tuổi Bính Thân sinh năm 1956 năm Mạng có tử vi như thế nào? Cuộc đời bản mệnh có biến cố ra sao? Hãy cùng chúng tôi vào tìm hiểu ngay sau đây thông qua những thông tin vô cùng bổ ích mà chúng tôi sẽ chia sẻ tới tất cả quý vị trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Gia chủ Nam Mạng Bính Thân sinh năm 1956 có cung mệnh thuộc cung Khôn, trực khai, mệnh Sơn hạ hỏa, lửa dưới núi, khắc tích lịch hỏa, con nhà Xích Đế, cô quạnh, xương con khỉ, tướng tinh con quạ, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Xét tổng quan cuộc đời bản mệnh, Phong Thủy Gia Cát xin được trích dẫn bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, Bính Thân mạng hỏa, cung khôn rõ ràng. Tuổi sinh xuân hạ gặp thời, giàu nghèo cũng đặng, an nơi thanh nhàn. Thu đông lỗi số chẳng an, có của cũng cực, lưng mang quần dài. Hạn xưa chưa được hanh thông, như thuyền trôi dạt không phương bến bờ. Số trời định những bao giờ, tài ba vận mạng chờ ngày phát sinh. Một đời tài sắc phong danh, đến khi vận giữa lần lần nối theo. Ra ngoài, kẻ quý người yêu, đắc tài, đắc lộc, còn nhiều hạn sau. Tổng quan, những người tuổi Bính Thân Nam Mạng gặp nhiều điều phiền muộn vào tiền vận, nhưng bước sang trung vận sẽ gặp nhiều may mắn, hậu vận sẽ được hưởng an nhàn, hạnh phúc. Những người này có số hưởng thọ từ 71 đến 79 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành, tích nhiều phúc đức thì tất được tăng kỷ. Tình duyên, chuyện tình duyên của những người tuổi Bính Thân Nam Mạng có thể chia ra thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào các tháng 2, 3 và 9 âm lịch thì cuộc đời sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Còn những ai sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch thì chuyện tình duyên sẽ thay đổi 2 lần trong cuộc đời. Chuyện tình duyên sẽ không có sự thay đổi nào, vợ chồng chung sống hạnh phúc đến trọn đời nếu bạn sinh vào các tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Gia đạo công danh. Về gia đạo của những người tuổi này thì tiền vận có nhiều rối ren, trung vận nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chỉ đến khi bước vào hậu vận mới được hưởng ấm no, hạnh phúc. Từ trung vận, những người tuổi này có nhiều cơ hội và thuận lợi để phát triển sự nghiệp, nhờ đó sự nghiệp nhanh chóng vững vàng, tài lộc cũng từ đó mà ngày càng vượng phát. Bên cạnh đó, sử dụng vòng tam hợp quý thần để hỗ trợ cho vận trình tài lộc là một trong những pháp khí nổi tiếng được các bậc thầy phong thủy tin dùng. Trong phong thủy, tam hợp quý nhân là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp. Năng lực của tam hợp được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí, đả thông năng lượng, ngưng tụ, thiên địa nhân, giúp hóa giải khí sát, cải vận. Ở đây Nam Mạng Bính Thân sinh năm 1956, sử dụng vòng tam hợp Thân Tí Thìn là quý thần phù trợ cho tuổi của bản mệnh. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay huyết rồng, là vua của các loại gỗ, có khả năng thấu quang cho ánh sáng xuyên qua, có mùi thơm đặc trưng, không bị phai mùi theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ, trên có khắc hình tượng linh vật quý nhân tam hợp Thân, Tí, Thìn. Hình này tượng trưng, chiêu mời quý thần, trợ lực, thâu thu tài lộc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, trì chú. Xem ngày giờ đẹp sử dụng cho quý vị gia chủ từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là những vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tuổi hợp làm ăn. Những tuổi hợp với bạn về đường tài lộc sẽ rất thích hợp để bạn hùn hạp làm ăn, vừa tránh được những rủi ro, trở ngại mà công việc lại vô cùng thuận buồm, xuôi gió, thu về nhiều tài lộc. Đó là các tuổi Đinh Dậu, Canh Tí và Quý Mão. Lựa chọn vợ chồng. Đinh Dậu, Canh Tí, Quý Mão, Ất Tỵ, Quý Tỵ và Giáp Ngọ là những tuổi vừa hợp với Bính Thân Nam Mạng về đường tình duyên lẫn đường tài lộc. Khi kết duyên với các tuổi này, hai bạn sẽ có cuộc sống no đủ, không phải phiền muộn suy nghĩ về bất cứ điều gì. Nếu bạn kết hôn với hai nữ mạng tuổi Bính Thân và Nhâm Dần thì cuộc đời của bạn chỉ ở mức vừa phải, đủ ăn đủ tiêu, không có sự dành dụm, nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn hòa thuận, êm ấm.
Còn nếu bạn kết duyên với các tuổi vừa không hợp về tình duyên lẫn tài lộc như Mậu Tuất, Nhâm Thìn, Canh Tuất thì bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Bạn cần tránh nên duyên chồng vợ vào các năm 16, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi. Vì đây là những năm xung khắc trong con đường tình duyên của bạn. Tuổi Đại Kỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Sửu, Ất Mùi và Kỷ Sửu là các tuổi đại kỵ với những người tuổi Bính Thân nam mạng của bạn. Nếu bạn hùn hạp làm ăn hay kết mối lương duyên với những tuổi này thì công việc của bạn sẽ gặp thua lỗ, hao tốn, tình duyên giang dở. Nếu gặp phải tuổi Kỵ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng nên tránh đi, sẽ đỡ phải gánh lấy sự thất bại. Bạn vẫn muốn nên duyên với những người tuổi này thì không nên tổ chức đám cưới rầm rộ, chỉ cần làm mâm cơm, ra mắt mọi người thì may ra mới sống được với nhau đến cuối đời. Còn nếu đã chót lỡ hợp tác với những người tuổi Đại Kỵ thì phải làm sao mà cúng sao giải hạn của từng người trong mỗi năm thì sẽ giảm bớt được phần nào tai họa. Tất cả đều phải thành tâm, nếu không thì sẽ hạn chồng hạn. Năm khó khăn nhất vào các năm 24, 26, 28 tuổi, bạn sẽ gặp rất nhiều trắc trở trong tất cả mọi công việc. Bạn cần cẩn thận tai vạ bất ngờ hay hao tốn tiền của. Những việc trọng đại bạn nên tránh thực hiện vào những năm này sẽ không gặp thất bại hay tiêu tốn tiền của vô ích. Ngoài những năm tuổi kể trên, xét gần nhất trong năm nay, bản mệnh cũng cần chú ý do phạm phải hạn tam tai. Tam tai là kiếp nạn 3 năm liên tiếp, tam là 3, tai có nghĩa là tai họa. Và cứ sau 12 năm thì mỗi tuổi sẽ gặp nạn tam tai một lần và nó cứ tiếp diễn như vậy suốt cuộc đời. Bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều xui xẻo, khó khăn, bộn bề. Tâm trí bất an, tính tình nóng nảy thất thường, tiền bạc hao tốn, dễ bị mất do trộm cắp. Trong anh em thân tộc họ hàng có chuyện buồn, tang thương, đi lại dễ gặp khó khăn, tai nạn bất trắc, dễ bị thương tích, ốm đau, bệnh tật, dễ gặp tai tiếng thị phi, dễ dính vào kiện tụng, pháp luật. Để bản mệnh có thể vượt qua năm đầu tam tai bình yên, quý gia chủ Bính Thân nam mạng sinh năm 1956 nên giữ tâm thái bình tĩnh, tránh khinh suất trong xử lý mọi việc. Bên cạnh đó có thể mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú, được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh lịch, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, những người tuổi này nên xuất hành vào giờ chẵn, tháng chẵn và ngày chẵn thì công việc làm ăn sẽ thuận buồm xuôi gió, thu về nhiều lợi nhuận, mưu sự ắt thành. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Vào năm 20 tuổi, chuyện tình cảm có nhiều triển vọng, nhưng cần chú ý nhiều hơn đến công việc làm ăn sẽ tránh được mất mát về tiền của. Những năm còn lại, mọi sự bình thường, không có gì quan trọng xảy ra. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi, công danh sự nghiệp có nhiều cơ hội thuận lợi, tài lộc, dồi dào. Năm 27 tuổi, những ý tưởng đột phá trong công việc sẽ mang lại nhiều thành quả bất ngờ. Cuộc sống và chuyện làm ăn của bạn sẽ gặp nhiều may mắn vào năm 28 tuổi. Bạn có hạn nhẹ vào tháng 10 năm 29 tuổi, cần cẩn trọng trong mọi chuyện tiền bạc. Đến năm 30 tuổi, mọi sự có nhiều bất lợi cho bạn, khó tránh, hao tiền tốn bạc. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi, mọi việc đều dừng ở mức khá. Vào năm 32 và 33 tuổi, những việc tưởng chừng nhỏ sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho bạn. Chớ vung tiền vào những dự án lớn vừa như không thu được kết quả mà lại mất công tốn của.
từ năm 34 và 35 tuổi cần cẩn trọng trong mọi việc, nhất là công việc chuyện tiền bạc. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, năm 36 và 37 tuổi mở rộng kinh doanh hay triển khai các dự án lớn, tiền bạc sẽ chảy như nước vào túi bạn. Từ năm 38 và 39 tuổi, công việc ở mức khá, chuyện tình cảm có nhiều chiều hướng đi lên. Đến năm 40 tuổi, không có biến cố nào quan trọng xảy đến. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, đây là khoảng thời gian khá viên mãn của bạn, mọi chuyện đều suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều tốt đẹp. Bạn có hạn vào năm 42 tuổi nên cẩn trọng trong mọi việc sẽ tránh được những hao tổn không đáng có. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, mọi việc ở mức khá vào những năm này, tuy nhiên bạn nên hạn chế xuất tiền bạc cho các chuyện làm ăn nếu không muốn chúng ra đi mà không quay trở lại, gia đạo êm ấm, vui tươi. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe vào những năm này để không phải ghé thăm bệnh viện thường xuyên và tiền bạc cứ thế ra đi. Bạn cũng không nên đi xa trong khoảng thời gian này, vừa không thu được kết quả lại rước tai vạ vào thân. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, nhiều điều hay đẹp trong chuyện tình cảm sẽ đến với bạn. Vào thời điểm này, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như sức khỏe của bạn tốt hơn nhiều. Thưa quý vị, mọi luận giải tử vi chọn đời tuổi 1956 năm mạng trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát. Đảm bảo chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ cho tất cả quý vị gia chủ động trước những thuận lợi hay bên cạnh đó là những khó khăn trở ngại trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự tu dưỡng và hành thiện của mỗi người, mỗi bản mệnh mới có thể đem lại may mắn, bình an và tài lộc. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng về tử vi trọn đời ở số phát sóng lần sau trên kênh. Cảm ơn tất cả quý vị.